Hello cô chú, bây giờ ba Bình sẽ thử làm đánh rơi tiền coi phản ứng của hạt dẻ như thế nào nha. Nếu như mà cô chú thấy bé ngoan á, thì cô chú hãy cho bé một tim và một follow nha. Gì vậy con? À, mày làm rớt tiền hả? Đâu, dẹp quá lụm lại giùm ba coi. Đi qua đây, lụm lên. Đi qua đây, yes, đưa đây. Yes, đúng rồi, đưa đây con. Đưa đây cho ba. Yes. Đưa đây. Đưa đây. Ok, giỏi quá, còn toàn kìa, lụm lên. Yes. Đưa đây. Đưa đây. Giỏi quá, thì điểm ngoan quá. Thôi ba thưởng lại cho con đòn này nha. Rồi nhắm tắt đi. Yes, đúng rồi. Giỏi quá, qua đây. Ngoan.